Chào anh em và các bạn. Thời gian bây giờ là 14 giờ 12 phút Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021, tức là ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu sau Lập Thu. Mùng 5 sau Lập Thu là 15. Sau Lập Thu 8 ngày. Và Lập Thu là ngày mùng 7 mà. Sáng nay mình đăng một video thì nhiều anh em chia sẻ vấn đề là làm lọc của các loại vải. Vậy bây giờ mình sẽ làm một cái video chia sẻ với kinh nghiệm của mình với tất cả làm lọc cuối cùng với các loại vải trong cả nước Việt Nam nói chung. Thì thứ nhất, mình quay mấy cái vải u trứng trắng nhà mình đây. U gai, u thâm, mấy u gì gì cũng chẳng biết được. Mình hãy gọi là vải trắng ba. Thì cái dòng này, thời gian ra hoa của nó cực dài. Có thể sau lập đông khoảng 20 ngày nó đã nhú hoa, thậm chí nhú trước lập đông. Cho đến sau cả lập xuân, thời gian nhú hoa của nó kéo dài 4 tháng. Và cụ thể năm 2021 các bạn đã biết, cái cây vải ở đằng cái cột điện nhà mình kia lập đông nó nhú hoa rồi. Đồng chí nó nở hoa. Nhưng cây này, trước cửa mình đây, nó nhú hoa cùng vải thiều. Vậy thời gian ra hoa nó rất là dài, cho nên chúng ta có một khoảng cách rất dài để chúng ta làm lọc. Thậm chí cây bên kia ra hoa, cây bên này ra lập nhưng về sau đều chín như nhau. Cái thứ nhất mình nói về u trứng trắng. Mình cứ tính thời gian sau lập đông khoảng độ 20 ngày nó bắt đầu nhú hoa. Vậy bây giờ chúng ta làm một cái bài trừ ngược. Sau lập đông 20 ngày nó nhú hoa. Thì giữa lập thu thì mình có thể khoanh rồi. Giữa lập thu mình có thể khoanh. Rồi phun ức chế. Ức chế HTC, HPC, MKP, lân 86, siêu lân, siêu kali, vân vân. Tóm lại là không cho nó ra lọc nữa. Vậy thì giữa lập thu mình khoanh, đến đầu đông mình khoanh đều được hết. Bởi thời gian ra hoa nó rất là dài. Cho nên với cái dòng u này, u trứng trắng này, vải sớm nhất của Việt Nam này, tạm thời bây giờ nhé. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị làm lọc cuối cùng. Vậy cái này sang tháng 9 mình sẽ làm lọc cuối cùng. Vậy hôm nay là ngày 15 tháng 8. Mình đang tính lịch dương nhé, mình không nhớ lịch âm đâu. 15 tháng 8. Tức là mùng 8 tháng 7 thì sang mình cứ sang đầu tháng 9 đi, mình làm lọc cuối cùng. Vậy đầu tháng 9 chỉ là cuối tháng 7 dương lịch, mình làm âm lịch, mình sẽ làm lọc cuối cùng. Vậy là cái dòng này. Xong mình khoanh. Cứ khi nào lọc bánh tẻ giải chắc thì mình khoanh. Chính vì mình chưa làm lọc cho nên các bạn nhìn lọc của các cây này ở trong tán nó rất là rậm. Nó rậm rịt đây. Nhưng lưu ý là những cây này mình làm quả đầu cành chứ không phải làm quả trong thân nhé. Thỉnh thoảng nó có những cành trong thân thì mình kẽ thôi. Đấy. Vậy thì khoảng độ 10 ngày, 15 ngày nữa bắt đầu mình vặt sạch hết lọc trong thân để mình làm lọc cuối cùng. Nếu như cây nhiều lá thì thôi, cây ít lá thì mình chọn ít phân. Tiếp theo, mình nói về vải u hồng. Thì riêng đặc điểm u hồng thì thời vụ ra hoa của Việt Nam mình trùng nhau các bạn ạ. Từ Tây Nguyên cho đến phía Bắc của mình, thời gian ra hoa của nó đều trước lập xuân khoảng 1 tháng. Hơn 1 tháng một chút. Mình cứ gọi là từ 30-40 ngày. Bởi vì các bạn trong miền Nam, trong Tây Nguyên, thì các bạn chia sẻ, tức là sau Noel, tức là 24-25 tháng 12, thì nó vẫn là trước lập xuân khoảng 1 tháng. Thì vải ngoài mình cũng thế, u hồng cũng trước lập xuân 1 tháng. Vậy bây giờ mình làm một bài toán trừ ngược. Trước lập xuân 1 tháng, thì vải mình nó nhú hoa. Thì chúng ta tính làm sao? Chỉ sau lập đông là chúng ta khoanh. Mình cứ tính tròn cho là chẵn nhá. Cho là đầu tháng 1 nó nhú hoa. Vậy trước lập xuân đúng 1 tháng. Vậy thì chúng ta chỉ cần sau lập đông chúng ta khoanh luôn. Vậy thì chúng ta tính làm sao? Từ khi khoanh đến các phun có lại ức chế đến lúc ra hoa là 45 ngày. Vậy thì mình cứ tính giữa tháng 11 dương lịch là chúng ta khoanh. Vậy giữa tháng 11 dương lịch chúng ta khoanh chính là sau lập đông 10 ngày. 7 đến 10 ngày. Vậy lập đông là 7-10 ngày. Đấy, chúng ta sẽ khoanh. Thì bây giờ đang là giữa lập, ta đang là đầu thu. Thì chúng ta đến giữa thu, chúng ta cho ra lọc cuối cùng. Vậy thì chúng ta cũng làm giống như u trứng trắng. Cũng khoảng sang tháng 9 chúng ta bắt đầu làm lọc này. Tháng 9 dương lịch.
Chúng ta sẽ làm trước vải thiều 1 tháng, tháng 9 dương lịch, tức là bao giờ? Khoảng độ 10 năm 20 ngày nữa, chúng ta cũng làm lộc của vải Thanh Hà đấy, vải U Hồng này. Với lại nhiều bạn chia sẻ là chúng ta làm lộc trong thân. Thì theo mình được biết thì lộc trong thân là phù hợp với vải thiều. Còn dòng vải sớm, chúng ta làm vải lộc lật đầu cành nó sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng chúng ta để những chùm lộc trong thân ít thôi. Và cái giống này nó mọc rất là khỏe. Nếu chúng ta để lộc trong thân nó mọc khỏe quá thì lộc đầu cành nó không mọc được. Nhưng tại sao mình chưa vặt? Bởi vì mình chưa làm lộc. Đấy, bây giờ mình vặt ví dụ mà thôi. Thì cây này U Hồng và U Trứng Trắng, mình sang tháng 9, tức là khoảng 10 năm 20 ngày nữa, thời gian mà khai giảng mùng 5 tháng 9 ấy, trước mùng 5 tháng 9 thì mình bắt đầu mình làm lộc cây này. Thì kể cả các bạn ở bên Hải Dương, trong Tây Nguyên hay là ngoài Bắc mình đều giống nhau mà thôi. Và cái dòng này nó có một đặc điểm như sau. Kể cả U Trứng Trắng hay bất cứ một loại vải nào cũng thế, nếu chúng ta khoanh sớm lộc già, mà khoanh sớm thời gian ủ hoa lâu thì ra hoa rất là đẹp, hoa dài kĩu kịt kín tán, trông rất là trắng đẹp. Nhưng nhược điểm là đậu quả và quả ít, cụ thể nhất là năm 2021 vừa rồi. Những vườn vải U Hồng ra hoa sớm, cũng như vải Thanh Hà ra hoa sớm, kể cả vải thiều ra hoa sớm thì chúng ta đã biết rồi nó như thế nào. Còn nhà mình thì năm 2021 này là một năm giá rét đặc biệt. Nó có hai đợt rét lớn, đó là Tết Dương lịch mùng 1, mùng 2. Rồi mùng hôm nó ấm, rồi mùng 7, mùng 8. Mùng 6, mùng 7, mùng 8 nó lại rét. Cho nên vải U rất khó ra hoa. Nhưng mình có một số cây chỉ lập hơi ban ban thôi, hơi hồng hồng như cây này thì quả rất đẹp. Rồi cây ở gần bên kia mình không khoanh, nhưng quả nó sai chùm cục cực kỳ đẹp luôn, rất là sáng sủa. Đấy. Cho nên khi mình làm lộc nó muộn một chút thì nó hơi mạo hiểm, nhưng nó ra được hoa được quả thì quả rất là đẹp. Tiếp theo về vải Thanh Hà. Riêng về vải Thanh Hà, mùa hè, mùa thu thì nó ra hoa, ra lộc thuận lợi mà thôi. Nhưng giống vải Thanh Hà này cũng như vải sớm U Hồng, các loại U Trứng, nó chịu rét không bằng vải thiều, cho nên chúng ta cũng phải làm sớm ngang với vải U Hồng. Đấy. Mình ví dụ như cây vải con này, bây giờ nó đã nhú xong lần lộc này, tức lộc 2, và mình cũng đợi sang tháng 9 này mình cũng làm sớm như U Hồng mà thôi. Đấy, cũng đầu sang 9 mình bắt đầu mình tỉa và mình cho ra lộc cuối cùng. Nếu như là U Hồng, U Trứng Trắng, chúng ta khoanh vào thời gian tháng 11. Tức là U Trứng Trắng khoanh sớm, có thể đầu tháng 11, lập đông, trước lập đông, sau lập đông một chút. Thì vải U Hồng cho khoanh muộn hơn, đó là sau lập đông. Mình cứ tính là lập đông là mùng 7, thì sau lập đông khoảng 15 tháng 11, cho đến 20 tháng 11, ngày lễ hiến chương các thầy cô giáo Việt Nam, thì chúng ta khoanh. Còn ba loại vải này, sau khi khai giảng mùng 5 tháng 9, hoặc là trước khai giảng, chúng ta bắt đầu tiến hành làm lộc cuối cùng. Loại này nó ra trước vải thiều khoảng 20 ngày, 15 ngày. Tuy nhiên cái lộc này nó lộc quấy ra rất là chậm, cho nên chúng ta phải chủ động làm sớm. Rồi khoảng đầu tháng 12, tức là hoặc cuối tháng 12, cuối tháng 11, đầu tháng 12 chúng ta khoanh. Tức là chúng ta có thể khoanh sang cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch chúng ta khoanh. Tức là chúng ta sẽ khoanh trước đông chí khoảng độ 10 ngày đến 20 ngày. Rồi chúng ta phun. Thì cái này nó sẽ ra hoa sau U Hồng khoảng độ 10 ngày. Và vải thiều thì mình thành một công thức rồi. Mình nói chung cho tất cả các loại vải nhé. Còn với vải thiều, với nhà mình thì mình thành một công thức. Cứ khoảng từ đầu tháng 10 trước lập đông 1 tháng thì mình làm lộc cuối cùng. Thì đến thời gian đông chí trước lập xuân 45 ngày thì vải mình được một lượt lộc thành thục bánh tẻ, mình khoanh rồi phun các loại chế phẩm ức chế, hoặc không khoanh phun chế phẩm ức chế để giữ hoa, giữ ức chế lộc. Nhưng với các bạn với các địa phương khác thì miền Nam các bạn nó có, mình chỉ tính từ khu Hải Dương trở lên hoặc là một số bạn ở miền miền Bắc, các bạn sẽ có thể ra hoa trước nhà mình khoảng 10 năm 20 ngày. Thì các bạn lấy cái thời gian đó các bạn trừ ngược đi
Nếu các bạn trước mình 20 ngày thì tháng 10, đầu tháng 10 dương lịch mình làm trước lập đông 1 tháng mình làm. Thì các bạn sẽ làm vào cuối tháng 9 đi, tức là sau khai giảng một thời gian thì chúng ta làm, tức là cuối tháng 9 nhá. Khoảng độ 20 tháng 9 thì chúng ta bắt đầu làm lọc cuối cùng. Thì các bạn mà ra hoa trước nhà mình khoảng độ 20 ngày, à 10 năm, 20 ngày thì chúng ta khoanh trước nhà mình. Thì chúng ta khoanh sau ngày 20 tháng 11 cho đến đầu tháng 12, khoảng mùng 10 tháng 12 thì chúng ta khoanh rồi phun các chế phẩm ức chế. Còn tiếp theo mình nói về đặc điểm các loại hoa vải, mình đã nói đi nói lại nhiều rồi. Nhưng bây giờ mình nói lại tiếp. Vải thiều thưa thoáng, làm quả trong thân rất phù hợp, làm được. Nhưng các dòng vải sớm, u hồng, thanh à hà, rồi u trứng thì nó làm quả đầu cành nó phù hợp hơn. Tuy nhiên chúng ta có thể làm một chút quả trong thân vẫn được. Đấy, ý mình như vậy. Cho mong các bạn tham khảo. Còn mình vặt sạch lọc trong thân để nhằm mục đích gì? Sáng nay mình đã vặt đến bên kia. Bây giờ mình nói lại. Tại sao mình lại nuôi cho ngoài tán nó ra được một đợt lọc vàng vàng thì mình vặt sạch lọc trong thân? Bởi vì chúng ta biết lọc ngoài tán, đặc biệt chúng ta bấm những cành mà bánh tẻ, là ra lọc cực mạnh. Nhà mình đây bấm từ hôm 20 tháng trước, hôm nay gọi là chưa được một tháng, 25 ngày. Nhưng mình đã được một lượt lọc, thậm chí đang nhũ lọc 2. Nhưng mà một lượt lọc của nó rất là ngắn, chỉ có khoảng 2, 3, 4 phân, 5 phân. Nhưng lọc trong thân nó rất là dài. Cho nên, khi tỉa, bấm tỉa xong, như bên kia mình bấm tỉa chỉ trước, mình không bấm toàn bộ lọc lá của cây vải. Mình bấm tỉa thành từng cành, đi đốn, tỉa cành. Đốn cành này, để lại cành khác so le nhau, để nó che thân. Và kể cả trong một ngọn, mình cũng chỉ bấm từng cành, không bấm hết, để lại nó che thân. Sau khi nó ra lọc được như bây giờ, bắt đầu mình mới tiến hành, mình bấm lại toàn bộ và mình vặt lọc trong thân. Mình ví dụ cây bên này. Mình đã vặt từ sáng nay rồi, mình chia sẻ rồi. Đây. Mình ví dụ cây bên này nhá. Đây, cây bên này. Mình đã bấm ngoài ngọn đây. Thì bây giờ nó nhũ lọc đây. Nhưng mình vẫn để một cành này để nó che lọc trong thân. Nhưng đến hôm nay, lọc đầu cành đã ra xong thì mình bắt đầu mình bấm sạch cành này đi. Cũng như mình bấm tất cả đi. Bởi lọc đầu cành nó mọc rất là chậm. À, mọc nhanh nhưng mà nó ngắn. Nhưng lọc trong thân nó rất là dài. Mình ví dụ như thế này. Ví dụ này. Một đợt lọc, đang nhũ lọc 2. Vải mình ra lọc cực nhanh. Lọc trong thân nó rất là dài. Nếu chúng ta để tiếp 2 lần lọc, 3 lần lọc nữa nó dậm mù mịt thì chúng ta bị ốm, không có quả. Cho nên đợi lọc ở ngoài đầu cành nó ra được một lượt lọc thì chúng ta vặt lọc trong thân. Bởi vì lọc đầu cành rất là ngắn, khi chúng ta vặt lọc trong thân thì lọc đầu cành nó bắt đầu mình nhú tiếp 2-3 lượt lọc nữa thì nó vừa chúng ta hái. Và lọc trong thân nó nhú được 1 hoặc 2 lượt lọc thì nó cũng vừa để chúng ta hái. Nhưng mình làm 2 lượt lọc. Vì sao như vậy? Nếu mình làm một lượt lọc không may mình vặt hết đi, mình ví dụ cành này. Đấy, mình vặt hết đi. Đấy, mình vặt hết đi. Mà mình làm một lượt lọc, đó là sang tháng 10 mình mới vặt. Không may nó không ra được lọc thì mình mất lọc. Nhưng bây giờ mình làm 2 lượt lọc thì bây giờ nó ra một lượt lọc. Nếu nó ra được thì sang tháng 10, 1 tháng sau. 1-2 tháng sau, 2 tháng sau nó ra lọc trong thân thì nó vẫn ra được tiếp. Cho nên nó đảm bảo là sẽ ra được lọc cao hơn, tỷ lệ ra lọc cao hơn. Đấy, như vậy mà thôi. Và cái lọc ở ngoài đầu cành nó ngắn, lọc trong thân rất là dài. Cho nên chúng ta phải vặt đi, không thì nó dỡ ấm, mù mịt như này này. Đấy. Chính là cách làm lọc của mình về vải thiều. Và các bạn sáng nay vẫn hỏi, mình làm xong chính xem video mình vẫn hỏi là mình phải vặt sạch đi các bạn ạ. Không thì nó rậm lắm. Nó rậm, nó ấm. Còn lọc trong thân này, nếu như cây chúng ta rậm rạp, ấm thì nó sẽ ra dài. Còn lọc ở ngoài đầu cành mà ít, mà thoáng thì nó ra ngắn. Nhưng chúng ta đã làm lọc trong thân thì chúng ta làm cây loang thoáng thôi, nó thưa thoáng. Chứ không phải rậm như lọc đầu cành, cho nên chúng ta phải chấp nhận thoáng. Làm lọc trong thân này nó sẽ vất vả, bởi vì chúng ta phải tỉa tót, phải làm nhiều. Những ưu điểm là quả của nó dễ thu hoạch, phải sai, chùm, cục. Nhưng nó dễ khô và nứt. Cho nên mình vẫn có cách bây giờ. Đây các bạn nhìn mình để
một cái ngọn để làm che cây, hoặc là mình vẫn để cành ở giữa. Bởi vì tất cả anh em chúng ta đều vặt sạch, chúng ta không phải vặt sạch mà chúng ta chặt hết cành ở trên giữa đi, chúng ta làm lòng chảo để chúng ta làm quả ở trong thân. Cái nhược điểm của cách đấy là nó hay bị khô thân. Quả đẹp thật nhưng nó dễ bị khô gì, khô thân, cho nên mình vẫn để cành giữa. Đây là cách làm của riêng mình mà thôi. Còn tất cả anh em chúng ta đều bỏ hết giữa đi, chúng ta làm quả cây lòng chảo. Đấy, đây là cách làm của mình. Mình đã giải thích mãi rồi, vẫn thế mà thôi. Thì trở lại như sau. Thứ nhất, cái u hồng, thanh hà và vải u trứng trắng. Chúng ta khoảng 10 năm, 20 ngày nữa, sang đầu tháng 9 dương lịch, sau khi khai giảng hoặc thời gian khai giảng thì chúng ta bắt đầu làm lộc cuối cùng. Và đến khoảng đầu tháng, à giữa tháng 11 cho đến ngày quốc tế, à xin lỗi, đến ngày gì nhỉ? Tự dưng mình cứ quên sai sai. Đến cái ngày mà 20 tháng 11 thì chúng ta phải khoanh, làm lộc các loại giống này nó phải khoanh, u hồng và u trứng trắng. Còn đối với thanh hà thì chúng ta khoanh muộn hơn, đó là cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tức khoảng 20 tháng 11 cho đến 20 tháng 11 này, cho đến khoảng độ mùng 10 tháng 12, trong khoảng 20 ngày đó. Còn với vải thiều, các bạn ở các tỉnh Hải Dương, khu dưới, thì chúng ta sẽ khoanh vào thời gian là cuối tháng 12 cho đến đầu, là cuối tháng 11, tức khoảng 20 tháng 1 cho đến đầu tháng 12, khoảng mùng 10 tháng 12. Còn ở nhà mình thì mình tiến hành khoanh vào thời gian là 22 tháng 12, tức là ngày Đông Chí, 20-21 tháng 12 là ngày Đông Chí. Còn các bạn vùng cao có thể khoanh vùng cao của Lục Ngạn, ví dụ như là Phong Vân, Tân Sơn, Hậu Đáp, các bạn có thể khoanh vào cuối tháng 12 cho đến đầu tháng 1. Bởi vải trên các bạn ra sau mình khoảng độ 1 tuần đến nửa tháng. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Video chia sẻ của mình đã hết. Còn làm hoa khoanh như nào chúng ta tiếp tục tìm hiểu sau. Bây giờ mình vặt sơ qua cây này các bạn, rội rãi thì xem. Còn khi mình có cái gì mình lại nói tiếp. Đấy, mình chỉ tỉa thế thôi. À, khi chúng ta tỉa cây này nhá, nếu trên đầu cành nó ít lộc quá thì chúng ta phải để lộc nó nhiều nhá, đừng tỉa lên trận ngọn. Trên đầu cành nó ngọn nó nhiều lộc thì chúng ta bắt đầu mới tỉa chiều nhiều. Nếu cành này trên đầu cành nó không có lộc thì chúng ta để nó lộc xuống một sâu một chút nhá. Tỉa nhiều quá nó xíu lộc. Chúng ta tỉa dần dần. Hôm nay chúng ta tỉa một phần. Đến tháng 10 này chúng ta mà rỗi thì chúng ta tỉa tiếp. Đây trên này nó ít lộc thì chúng ta tỉa đây thôi. Ở đây. Đấy, mình tiến đây. Tức là chúng ta phải tùy cơ ứng biến, đừng để vải mình bao giờ hết sạch sành xanh lộc, vẫn phải để lộc. Bởi vì chúng ta biết rồi, lộc lá, con đường dinh dưỡng của cây nó gồm có hai đường. Đó là đường gốc rễ hút muối khoáng, nước để nuôi cây. Còn lá ngửa lên quang hợp ánh nắng mặt trời, hấp thụ khí carbonic sản xuất bột và đường nuôi cây. Cho nên chúng ta không thể thiếu một con đường dinh dưỡng của nó được. Chúng ta thiếu đường nào thì nó sẽ hỏng đường đấy. Mình ví dụ như là vải chúng ta thu hoạch xong chúng ta đốn quá sâu, không quả lá, cho nên vải chúng ta ra lộc rất là khó. Đấy, như vậy nhá. Và cảm ơn các bạn xem video. Mình về mình đăng luôn video chia sẻ của các bạn. Mình sẽ đặt tên video là làm lộc lá cho tất cả các loại lộc vải. Làm lộc cuối cùng cho tất cả các loại lộc vải nhá.